biệt với giá cực kỳ ưu đãi cho bà con, đó là 5.500.000 đồng. Dạ, Ngọc Chi xin mến chào bà con. Thì trong video trước thì Chi vừa mới giới thiệu cho bà con về một dòng máy ép nước mía để bàn của Takeo TK400. Thì trong video này Chi sẽ tiếp tục giới thiệu cho bà con một dòng máy ép nước mía nhưng của Takeo TK750 sẽ có công suất cho bà con là lớn hơn và năng suất được cao hơn nữa đấy. Bây giờ thì xin mời bà con cùng khám phá chi tiết về dòng máy này luôn nha. Với dòng máy này thì bà con có thể thấy rằng thân máy rất là nhỏ gọn nhẹ, cho chúng ta có thể dễ dàng đặt trên bàn, cũng như là chất liệu của dòng máy này được làm bằng 100% là inox, từ đó sẽ giúp cho máy bên Mỹ cũng như là có tuổi thọ cao và đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm nữa đấy. Bây giờ thì xin mời bà con cùng Chi để khám phá trực tiếp về dòng máy ép nước mía này luôn nha. Đầu tiên đó là bà con sẽ thấy rằng dòng máy ép nước mía này có được công tắc đảo chiều cũng như là một đèn báo. Và đây là chỗ để chúng ta có thể đưa trực tiếp những cây mía vào. Và về cửa này bà con sẽ thấy đường kính của cửa rất là to để cho nguyên liệu của mình không bị nghẹt nhé. Bây giờ thì xin mời bà con cùng khám phá buồng làm việc của máy nhé. Thì buồng làm việc của máy gồm 30 rulo rất là chắc chắn. Để bảo vệ được trục rulo thì Chi sẽ có thêm một tấm chắn kính, và tấm này rất là dày cũng như là trong suốt cho bà con có thể dễ dàng quan sát được quá trình làm việc. Tiếp theo thì nguyên liệu của mình sẽ được trục rulo ép thành nước mía, thì nước mía sẽ được vào đây. Và đặc biệt hơn nữa là với dòng cửa ra này thì bà con còn được cung cấp thêm một màng sàng lọc để giúp cho nước mía mình tinh khiết nhất có thể, cũng như là loại bỏ được cặn bã mía nhé. Tiếp theo thì bà con sẽ thấy rằng nước mía sẽ đưa trực tiếp xuống đây, thì chúng ta có thể dễ dàng lấy được ly hoặc là đồ hứng để có thể hứng được nước mía, rất là tiện lợi phải không nào. Và phần phía sau máy thì bà con sẽ thấy đây là hệ thống cửa xả sẽ đưa trực tiếp bã mía xuống đây. Và hơn thế nữa thì hệ thống cửa xả này được thiết kế theo kiểu là bo tròn, sẽ giúp cho phần bã mía của mình rơi trực tiếp xuống đây, rất là dễ dọn dẹp cũng như là dễ dàng vệ sinh. Dòng máy này thì được trang bị motor cho bà con, đó là vỏ là hợp kim nhôm và lõi là mỗi 100% lõi đồng. Từ đó dòng máy sẽ có công suất lên đến là 750, cho được khả năng làm việc mạnh mẽ cũng như là êm ái và bền bỉ, ra được năng suất cao lên đến là 5-8 ly nước mía trong một phút đấy. Và với dòng máy này thì chúng tôi bảo hành cho bà con lên đến là 18 tháng. Cuối cùng là chương trình giới thiệu chi tiết cũng như là báo giá về dòng máy ép nước mía của Takeo TK750 của Ngọc Chi đến đây là kết thúc rồi. Ngọc Chi xin mến chào và hẹn gặp lại quý bà con nhé.